Em chào tất cả các anh chị em nhá. Hôm nay em xin được hướng dẫn tất cả các anh chị em khi mà mua một chiếc laptop cũ về thì anh chị em nên cần kiểm tra những cái gì và check những cái gì. Ví dụ mà khi mà anh em mua một cái máy laptop về thì anh em sẽ kiểm tra các thông số ở đâu, năm sản xuất như thế nào và cần check sơ bộ những gì. Tất nhiên nó sẽ không đầy đủ được vì nó rất nhiều vấn đề. Thế nhưng mà hôm nay là em sẽ hướng dẫn sơ bộ để anh em có thể check được những thông tin cơ bản như là cấu hình máy này, năm sản xuất này và loa cam mic phím. Đấy, những thứ cơ bản như thế để anh em có thể tự check được nhá anh em nhá. Đấy, trước tiên là anh em sẽ check về năm sản xuất thì là anh em vào gõ cửa sổ R, ấn cửa sổ R nhá. Đấy, nó hiện ra này. Anh em gõ chữ CMD như này, CMD rồi enter. Ok, anh em ấn tổ hợp kính cửa sổ R. Sau đó đây, ra một màn hình như thế này. Anh em gõ lệnh là system info rồi anh em enter. Chờ một lúc. Đấy, chờ loát, ok. Đây, nó sẽ hiện ra một cái bảng thông số rất nhiều như thế này luôn. Ví dụ đây, anh em sẽ nhìn thế này, ví dụ như máy của mình đây. Anh em sẽ muốn check năm sản xuất thì nhìn là vào phần check ở cái dòng là BIOS version này. Thì anh em sẽ nhìn thấy rất rõ này. Mã máy của mình là X Asus nha. X550VQ. Ok chưa? Đấy, 300-300. Đấy là mã máy của mình. Còn ngày sản xuất là 26 tháng 8 năm 2016. Ok chưa? Đấy. Còn đây là có rất nhiều cả cấu hình này. Ở trai một tí ta sẽ check được cho nhanh hơn. Đấy, năm sản xuất thì anh em cứ check như là chính xác nhất, không thể là đi đâu được anh em nhá. Đấy, đấy là cái thứ nhất về check năm sản xuất của máy. Thứ hai là anh em sẽ check cấu hình máy thì có hai cách. Cách thứ nhất là anh em vẫn vào cửa sổ R như thế, tổ hợp kính cửa sổ R như thế. Anh em gõ lệnh là DXDIAG như thế này. Đấy, anh em enter. Đấy. Anh em chờ một chút sẽ hiện là lên cấu hình máy của anh em. Đấy, lên rồi. Ok, đây. Mã máy của anh em đây, modem đây, system modem đây. Là X550VQ như ban nãy mình đã check ở bên kia. Hai là cấu hình máy. Đây, cấu hình máy của mình là chip i5 thế hệ 6 6300HQ. Ok chưa? Đấy, 2.3HZ. RAM của mình đây đang là 12GB. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Ok ạ. Hoặc cách thứ hai là anh em có thể check bằng cách như này. Anh em click chuột phải vào computer. Rồi anh em chọn dòng cuối cùng property. Đấy, nó sẽ hiện ra. Đây. Anh em nhìn thấy không? Đây, chip là vẫn i5-6300HQ. Ok chưa? 2.3HZ và RAM là 12GB. Đấy. Ok. Sau khi anh em check xem check xong năm sản xuất và cấu hình máy và mã máy của anh em thì anh em sẽ kiểm tra một số tính năng cơ bản. Đấy, ví dụ như là anh em sẽ check loa thì anh em chỉ việc mở nhạc lên thôi, thì anh chắc không cần phải dẫn đâu. Thì anh em vào Google này, anh em trước kia là anh em sẽ check check online nhá, anh em sẽ check là camera, phải gõ là cam test enter. Đây anh em click vào cái dòng là thử nghiệm camera, thử nghiệm webcam đây. Đấy, để xem một camera đã phát hiện đã sử dụng rồi đúng không? Đây là mình đang dùng một hai camera, mình sẽ chuyển sang cái camera kia. Truy cập cho phép này, hiện tại là đây mình đã tắt cái camera kia rồi. Camera này mình đang quay trực tiếp ở đây cho nên là không check được. Để mình sẽ mở thêm cái camera, thêm một cái máy mình có 2K. Mình mở thêm một camera nữa để cho các bạn check thì các bạn nhìn thấy luôn cho dễ. Đây mình enable cái camera lên. Rồi ok. Đấy, bây giờ mình sẽ vào check lại. Check lại nha. Để mình nhận cái cam kia. Đấy, chiếc sang cam này, kiểm tra camera của tôi. Đó, vẫn cho đây, kiểm tra cái cam kia.
Bình thường các bạn check cái là được ngay thôi, bởi vì là như ở đây là mình đang quay Camtasia nên là mình đang quay video cho nên là sẽ không 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 thể nào mà hai thiết bị cùng dùng được. Đây là mình check hai cái cam, mình có một cam nữa đấy nhá, mình đã check xong. Thì đây đây đang có một cái cam này là mình đang dùng Camtasia đây rồi. Đấy, bình thường các bạn vào đây là các bạn check được ngay, ok ạ. Đấy, check xem hoạt động không thì là các bạn rồi đã nhìn thấy là đang hoạt động, ok ạ. Đấy, cái thứ hai nữa các bạn tắt đi, các bạn lại vào google.com.vn, các bạn test mic, mic gọi, các bạn gọi như này. Đấy, giờ các bạn ấn vào dòng kiểm tra micro. Đấy. Ở đây mình cũng đang đang không thể nào check được cái mic này, bởi vì là mình cũng đang nói ở đây với các bạn. Đấy. Vì là đang sử dụng ở trên Camtasia rồi. Đây mình xem có cái mic nào mình test để kiểm tra, mình cũng có hai mic. Đây được, một mic bên kia nữa, mình sẽ check sang cái mic bên này. Alo alo, thì cái là các bạn nhìn thấy cái cột sóng mic này nó chuyển động theo cái giọng nói của các bạn này là ok. Nhưng mà tí nữa khi nào đây đang loát, khi nào chạy hết 100% thì là các bạn sẽ có chữ play đây. Mình chờ nó một chút nhá. Được 100% mình sẽ play lại cho các bạn xem là nó ghiền như nào. Còn cái tiếp theo là các bạn mình cứ để đấy chờ đi. Các bạn lại vào Google, tiếp theo là các bạn check một phím thì các bạn sẽ gõ chữ keycap. Keycap. Đấy, đây cái dòng này. Keycap. Đấy. Có rất nhiều trang, các bạn thích vào trang nào cũng được. Đây. Đây mình quay lại cái test cam nhá. Đây nó đã hết 100% rồi, mình play nhá. Hai mic. Đây rồi, một mic thì kia là mình sẽ cách sang cái này. Đấy. Alo alo, thì các bạn nhìn như cái cột sóng mic đấy, này ok rồi đúng không? Đấy mình tắt đi nhá. Đấy, còn khi mà test phím như này thì các bạn đấy, các bạn sẽ test gõ trên bàn phím, các bạn đấy, cứ gõ ngang hết tất cả phím này xem nó có hoạt động được không. Mình đang quay Camtasia, gõ nhầm cái phím này kia nên tạm dừng. Đây các bạn gõ như này. Đấy, nếu mà ví dụ phím G phím H này mà ấn đi ấn lại mà nó không hiển thị lên thì tức là hai phím này đã bị rồi. Còn nếu như mà nó như phím G này mà mình đang giữ cái này nó bị màu vàng này thì tức là cái phím đấy nó đang bị chặt các bạn nhé. Đấy, còn tất cả gõ xong nó nổi sáng như này là ok con này. Đấy, được chưa? Đấy, thế thôi, thế là các bạn đã test được thứ nhất là các bạn kiểm tra được năm sản xuất này, mã máy này, cấu hình máy này, và các bạn kiểm tra được cam này, mic này và bàn phím. Còn test loa thì rất đơn giản thôi, các bạn vào YouTube các bạn mở một cái nhạc lên. Đấy là các bạn sẽ biết là loa của bạn nghe nó to hay nhỏ hay thế nào. Ôi dạ. Đấy, hôm nay mình hướng dẫn các bạn là sơ bộ, còn về pin thì có rất nhiều các phần mềm để test pin các bạn nhé. Còn màn hình thì các bạn có thể nhìn trực tiếp đây là các bạn mở ba công tơ như này, các bạn phải test màu. Đây, nhìn nó có mịn hay không, nhìn cho màn hình có mịn hay không, có bị ố yếu thì không là bạn nhìn thấy luôn. Còn pin có rất nhiều phần mềm nhưng mà các phần mềm test gần như gần không chuẩn đâu. Đây là các bạn tốt nhất nếu có thể test pin thì các bạn nên sạc đầy 100%. Sau đó các bạn mở một tab YouTube lên bạn có thể để chạy video rồi bạn tính ra là chính xác nhất là cái pin này là của các bạn đã chạy được bao lâu. Chứ còn cái báo thông báo ở dưới cái cột pin này nó không bao giờ chuẩn. Cái cell pin dùng theo thời gian nó chai rồi nó thông báo không chuẩn các bạn nhé. Thôi, mình xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Bạn nào có nhu cầu mua laptop thì hãy inbox cho mình, bên mình chuyên mua laptop các bạn nhé. Có các giá dao động từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 triệu. Thì phù hợp tất cả các nhu cầu công việc của tất cả anh chị em. Bạn nào có nhu cầu cứ inbox Zalo cho mình là 0934 669 689. Mình sẽ gửi ảnh sản phẩm tại thời điểm đó cho các bạn tham khảo. Gửi tất cả list sản phẩm mình đang có và tư vấn cho các bạn cái mã máy phù hợp để các bạn có thể dùng cho công việc của các bạn nhé. Thôi mình xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.